Anh em ta từ bốn phương về, thì em ta từ sư nhất Đức Chí Thành, bài hát Thiều Nhà Thương. Thực sự bài hát nói lên một thông điệp. Thực sự bài hát thì rất là nhẹ nhàng, sâu lắng, nhưng lại nói lên một thông điệp rất mạnh mẽ, là chúng ta từ khắp mọi nơi trên thế giới này mà chúng ta về gặp lại nhau. Từ bài hát thực sự có ý nghĩa. Thưởng 100 triệu cho nhân viên Malibu. Em cũng xin giải thích thêm về cái bức tranh này. Đây là cái bức tranh mà được kết nối bằng rất là nhiều cái lá cực. Sau đó họ rút những cái diệp lá ra và họ cho vào những cái màu vàng để cho nó có thể giữ lâu. Và cái bức tranh này ý nghĩa là một cái phần rất là ý nghĩa, và thật sự chúng ta các nàng đang rất cố gắng. Ok, tình yêu em rất nhiều, ok, tình yêu bên mình. Vâng, xin mời. You understand? Yeah.
anh tiến mình một chút thành chủ tịch của Malibu. Với tư cách của một chủ tịch Malibu, anh gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tập đoàn Đức Thành đã chọn khách sạn của chúng tôi là nơi để quý vị làm kỷ niệm 20 năm rất ý nghĩa. Cảm ơn Malibu cũng như là một cái màn trình diễn vừa rồi, bài hát của Hiền Sư Nhất Thích Kiếp Thành, bài hát Hiền Dạ Thương. Thật sự bài hát nói lên một thông điệp, thật sự bài hát thì rất là nhẹ nhàng, sâu lắng, nhưng lại nói lên một thông điệp rất mạnh mẽ là chúng ta từ khắp mọi nơi trên thế giới này của chúng ta về gặp lại nhau. Thật sự bài hát thật sự có ý nghĩa. Thưởng 100 triệu cho Henry Malibu. Thì cảm ơn tất cả, thứ nhất là nhà hàng Malibu đã chuẩn bị bữa tối rất là ngon. Cảm ơn ekip bên IT chuẩn bị âm thanh ánh sáng. Cảm ơn tất cả mọi người cùng phục vụ cho bữa tiệc 20 năm của Đức Thành. Thì thay mặt cho Malibu cũng như là thay mặt cho chủ tịch tập đoàn Đức Thành, anh Thành gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tất cả mọi người thành viên của Malibu cũng như là tập đoàn Đức Thành, tập An Kha, tập đoàn Bình Thuận. Xin chào các bạn. Hôm nay trong kỷ niệm này, Malibu cũng đã chuẩn bị sẵn một món quà. Đây là cái bức tranh mà được kết nối bằng rất là nhiều cái lá cực. Sau đó họ rút những cái diệp lá ra và họ cho vào những cái màu vàng để cho nó có thể giữ lâu. Và cái bức tranh này ý nghĩa là... Thưa quý vị, xin phép là đại diện Malibu sẽ trao bạn món quà này cho anh Thành. Và chúng ta xin chụp một tấm hình lưu niệm với cái khoảnh khắc này ạ.
đặc biệt thì Thúy là người mà anh Thành đã quen biết trước khi tập đoàn Đức Thành thành lập. Thành thử là một người partner và cũng là một đối tác của Đức Thành xuyên suốt khoảng 22 năm qua. Thành thử ra tình cảm của tụi anh gắn bó, chia sẻ, yêu thương. Thành thử là tụi em cho chị Thúy một tràng pháo tay rất là đẹp. Một cái phần rất là ý nghĩa và thực sự chúng ta gác nặng ra cái cố gắng. Ok, tình yêu em rất nhiều, ok, tình yêu về thêm mình. Vâng, chị thấy ơi, mình chụp một tấm hình đó nó ok hơn đi xin hả? Dạ vâng. Thành ơi, khó không biết đi vô từ trong không chứ bạn. Xin phép lúc này mình lấy cái hình ảnh cá nhân và bởi vì trên này là nó cái thông điệp